Quân đội Nga tăng cường phản công, Ukraine thiệt hại nặng nề ở Marinka. Kinh tính cuộc giải cứu hai lính dù Ukraine bị thương nặng kẹt trong vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát. Tổng thống Ukraine nói gì trước nguy cơ mất viện trợ từ Mỹ? Thủ tướng Anh bác bỏ kế hoạch đưa quân đội từ Ukraine Chủ tịch Hạ viện Mỹ đối mặt nguy cơ bị bỏ phiếu bãi nhiệm. Kính chào quý vị và các bạn đã đến với tin tức thế giới trên kênh YouTube Thế giới nghiêng, nơi liên tục cập nhật những thông tin hàng ngày mới nhất dành cho quý vị khán giả. Vừa rồi là những thông tin chính sẽ có trong chương trình, ngay bây giờ là nội dung chi tiết. Tiếp tục cập nhật những diễn biến mới xung quanh cuộc xung đột Nga-Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video cho thấy lực lượng pháo binh của nước này oanh tạc ngăn chặn cuộc tấn công của Ukraine gần thành phố Abdezevka. Theo thực tế chiến trường, thực hiện kế hoạch tấn công, nhóm các lực lượng Ukraine men theo vành đai rừng, tiến sát mục tiêu Nga. Tuy nhiên, lực lượng Nga đã phát hiện đơn vị Ukraine thông qua máy bay không người lái chính xác. Sau đó, quân Nga xác định tọa độ chính xác mục tiêu quân Ukraine đang ẩn nấp và cho phá binh oanh tạc. Cuộc oanh tạc này đã chặn đứng cuộc tấn công của đối phương ở gần thành phố Avdeyevka. Ukraine phát động cuộc phản công vào đầu tháng 6 sau nhiều tháng chuẩn bị. Tuy nhiên, binh lính nước này phải đối mặt với hệ thống phòng thủ vững chắc của Nga và các bãi mìn giải đều trên chiến trường, ngăn chặn bước tiến của Ukraine. Các nguồn tin quân sự Nga vừa đưa tin, quân đội nước này đã gây thiệt hại nặng nề về người và vật chất cho lực lượng Kiev ở hướng Donetsk và Krasnidiman. Ở hướng Donetsk, nhóm lực lượng giúp Nga đã đẩy lùi hai cuộc tấn công của Ukraine ở gần Marinka và Abdeyevka. Nhóm này cũng tiêu diệt hai nhóm phá hoại và trinh sát ở gần Andrei Yepka. Người phát ngôn của nhóm chiến đấu phiên Nam, Georgi Menasasvili, chia sẻ với TASS, các đơn vị của nhóm đã đẩy lùi hai cuộc tấn công của các nhóm tấn công thuộc Lữ đoàn Tấn công Cơ giới số 59 và Lữ đoàn Không kích số 79 ở khu vực Marinka và Abdeyevka. Người phát ngôn cho biết thêm, pháo binh của nhóm này đã nhắm mục tiêu vào 6 thành trì của lực lượng Kiev ở gần Klesjevsk. Đồng thời lưu ý rằng các bệ phóng tên lửa đa nòng TOS-1A đã tấn công quân đội Ukraine ở khu vực lân cận vùng Pretextino. Theo người phát ngôn, lực lượng không quân của nhóm này cũng đã thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào quân đội và thiết bị của Ukraine ở 25 quận. Người phát ngôn cho biết, không quân của nhóm đã thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào nhân lực và khí tài quân sự ở 25 quận. Ukraine mất một xe chiến đấu bộ binh, một khẩu pháo ms một hệ thống pháo phản lực ANTPQ-50, 5 khẩu súng cối 120mm, 11 xe và 8 máy bay không người lái. Cơ quan tình báo quốc phòng, hải quân và lực lượng tấn công trên không Ukraine đã thực hiện một chiến dịch giải cứu hai lính dù bị thương nặng mắc kẹt ở phía sau chiến tuyến trong vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát trong suốt một năm rưỡi. Cơ quan báo chí của Hải quân Ukraine xác nhận chiến dịch giải cứu và cho biết cách đây vài tuần, Cục Tình báo Hải quân Ukraine nhận được thông tin rằng hai lính dù bị thương nặng đã mắc kẹt trong lãnh thổ Nga kiểm soát kể từ khi cuộc xung đột toàn diện giữa Nga và Ukraine vừa nổ ra những người lính bị thương nặng trong trận chiến với quân nga và không thể tự mình tiếp cận lãnh thổ do ukraine kiểm soát trong suốt thời gian này người dân địa phương đã che chở cho hai lính rủ này quyết định được các lãnh đạo quân sự ukraine đưa ra là tiến hành một chiến dịch đặc biệt để giải cứu và sơ tán hai lính rủ về chuẩn bị và tiến hành chiến dịch giải cứu đặc biệt được giao cho đơn vị đặc biệt những thiên thần của hải quân ukraine trong một thời gian ngắn, một kế hoạch sơ tán đã được chuẩn bị và Bộ Chỉ huy xung kích đường không cũng tham gia nhiệm vụ giải cứu. Các đơn vị không kích đã hỗ trợ hỏa lực trong chiến dịch giải cứu. Tình báo quốc phòng Ukraine cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc thực hiện chiến dịch này. Địa điểm diễn ra hoạt động giải cứu chưa được tiết lộ. Nhờ những nỗ lực chung của các đơn vị Ukraine, hai quân nhân đã mắc kẹt trong lãnh thổ bị Nga kiểm soát hơn một năm rưỡi đã được đưa trở lại lãnh thổ do Ukraine kiểm soát. Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng như giới chức EU lên tiếng chấn an sau khi Washington thông qua dự luật ngân sách không có viện trợ bổ sung cho Ukraine nhằm ngăn đóng cửa chính phủ. Không lâu sau khi ký thông qua dự luật ngân sách tạm thời nhằm ngăn chặn nguy cơ đóng cửa của chính phủ, Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu tại Nhà Trắng, Tôi muốn khẳng định với các đồng minh, với người dân Mỹ và người dân Ukraine rằng các bạn có thể tin tưởng vào sự hỗ trợ của chúng tôi. Chúng tôi sẽ không đi đâu cả. Chủ nhân nhà trắng cũng nhấn mạnh, thông điệp của ông về việc viện trợ cho Ukraine trong tương lai là chúng tôi sẽ tiếp tục làm điều đó. Cam kết trên được đưa ra không lâu sau khi Quốc hội Mỹ thông qua dự luật ngân sách tạm thời trong vòng 45 ngày, tránh việc chính phủ liên bang đóng cửa. Dự luật này đã được Tổng thống Biden ký thông qua. Tuy nhiên, trong ngân sách lần này không có nguồn để hỗ trợ Ukraine. Trước đó, ông Biden đã đề nghị viện trợ thêm 24 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine. Những tranh cãi liên quan đến viện trợ cho Kiev là một trong những nguyên nhân khiến cuộc đàm phán ngân sách ở Quốc hội Mỹ rơi vào bế tắc trước khi đạt thỏa thuận vào phút chót. Lãnh đạo Đảng Dân Chủ tại Hạ viện hối thúc Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy sẽ tổ chức bỏ phiếu về một gói viện trợ riêng cho Kiev. Về phía châu Âu, đại diện cấp cao về đối ngoại của EU, Joseph Borrell, phát biểu hôm 1 tháng 10 nhân chuyến thăm Kiev rằng Ukraine cần thêm viện trợ quân sự và ông cam kết EU sẽ tiếp tục hỗ trợ. Ông Borrell cam kết Ukraine cần nhiều năng lực hơn nữa và nhanh hơn nữa. Chúng tôi đang chuẩn bị các cam kết an ninh lâu dài dành cho Ukraine. Chúng tôi không chờ quyết định của Mỹ để tăng cường viện trợ cho Ukraine. Ông lấy làm tiếc về việc Washington thông qua dự luật ngân sách không có hỗ trợ Ukraine và hy vọng đó chỉ là quyết định tạm thời. Một ngày sau khi Quốc hội Mỹ thông qua dự luật ngân sách tạm thời, trong đó không có khoản viện trợ bổ sung cho Ukraine, Tổng thống Volodymyr Zelensky nói không có gì có thể làm suy yếu quyết tâm của Ukraine trong cuộc chiến chống lại Nga. Trong video phát biểu hàng tối, ông Zelensky chia sẻ, không gì có thể làm suy yếu sự ổn định sức bền, sức mạnh và lòng dũng cảm của Ukraine. Ukraine sẽ chỉ ngừng kháng cự và chiến đấu vào ngày chiến thắng. Chúng tôi đang đến gần nó hơn mỗi ngày và chúng tôi sẽ chiến đấu cho đến ngày đó. Quốc hội Mỹ đã bỏ gói viện trợ cho Ukraine ra ngoài dự luật chi tiêu được thông qua hôm 30 tháng 9 để ngăn chính phủ đóng cửa. Ý nhất là vào thời điểm hiện tại, quyết định trên được coi là một tin xấu đối với Tổng thống Zelensky người tuần trước đã gặp Tổng thống Joe Biden và các nhà lập pháp ở Washington để đích thân kêu gọi Mỹ viện trợ cho Ukraine các hệ thống vũ khí mới, bao gồm máy bay F-16 và tên lửa Atlas ms Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov cho biết, ông đã nhận được sự đảm bảo về việc hỗ trợ quân sự hơn nữa trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Mỹ Lloyd Austin. Ông Umerov cho biết trong một thông báo trên mạng xã hội, Bộ trưởng Austin đảm bảo với tôi rằng sự hỗ trợ của Mỹ cho Ukraine sẽ tiếp tục và các chiến binh Ukraine sẽ tiếp tục có sự hỗ trợ mạnh mẽ trên chiến trường. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ukraine Oleg Nikolenko cũng tìm cách chấn an người dân nước này về sự hỗ trợ trong tương lai của Mỹ, nhấn mạnh rằng các khoản tiền đã được phê duyệt trước đó sẽ không bị ảnh hưởng. Ông cho biết, sự ủng hộ dành cho Ukraine vẫn mạnh mẽ không ngừng trong chính phủ trong cả các đảng, các viện của Quốc hội Mỹ và quan trọng nhất là trong lòng người dân Mỹ. Cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev tuyên bố, binh lính Anh làm nhiệm vụ huấn luyện quân đội Ukraine ở Ukraine sẽ là mục tiêu hợp pháp của lực lượng Nga cũng như các nhà máy sản xuất tên lửa Taurus của Đức. Cụ thể, trong một bài đăng trên Telegram, ông Medvedev lần đầu tiên hướng sự giận dữ của mình tới Bộ trưởng Quốc phòng Anh mới được bổ nhiệm, Grant Sharp, người đã nói trong một cuộc phỏng vấn trên báo rằng London muốn triển khai các giảng viên quân sự đến Ukraine để huấn luyện binh lính nước này, bên cạnh việc vẫn huấn luyện lực lượng vũ trang Ukraine ở Anh và các nước phương Tây khác. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cảnh báo, số lượng lãnh đạo ngu ngốc tại các nước NATO tiếp tục tăng lên. Mới nhất là Bộ trưởng Quốc phòng Anh Grant Sharp, người quyết định triển khai các khóa huấn luyện trên lãnh thổ Ukraine. Điều đó sẽ biến các binh sĩ Anh trở thành mục tiêu hợp pháp với quân đội Nga. Theo ông Medvedev, bình lính Anh hiện diện ở Ukraine sẽ bị hủy diệt không thường tiếc với tư cách là chuyên gia của NATO, chứ không phải liên linh thuê. Ông Medvedev sau đó chuyển sang chỉ trích Đức và những người muốn Berlin cung cấp cho Ukraine tên lửa hành trình Taurus có thể tấn công lãnh thổ Nga, đồng thời cố gắng hạn chế nguồn cung cấp của Moscow cho quân đội nước này. Ngày 1 tháng 10, Thủ tướng Anh Rishi Sunak cho biết, nước này chưa có kế hoạch triển khai quân đội tới Ukraine. Tuyên bố nhằm bác bỏ những đề nghị của Tân Bộ trưởng Quốc phòng Anh Grant Sharp về việc đưa quân đội nước này tới Ukraine cho công tác huấn luyện. Thủ tướng Anh khẳng định điều đó có thể diễn ra trong một tương lai xa và vấn đề có tính lâu dài. Hiện sẽ không có binh sĩ Anh nào được cử tới Ukraine khi mà xung đột vẫn còn. Trước đó vài giờ, trả lời phỏng vấn báo chí, Bộ trưởng Quốc phòng Anh cho biết Ông muốn triển khai các giảng viên quân sự từ Ukraine bên cạnh việc huấn luyện binh sĩ nước này tại Anh hay ở các nước phương Tây khác. Tuyên bố này cũng bớt phải sự phản ứng mạnh của phía Nga. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev cho biết, bất kỳ binh sĩ nào tới Ukraine huấn luyện sẽ là mục tiêu tấn công hợp pháp của lực lượng Nga. Hiện Anh đã cung cấp các khóa huấn luyện quân sự kéo dài 5 tuần cho khoảng 20.000 người Ukraine trong suốt 5 năm qua và dự định sẽ đào tạo một số lượng tương tự trong tương lai. Việc triển khai các máy bay chiến đấu là một phần trong thỏa thuận giữa Anh và Ba Lan nhằm giúp Warsaw tăng cường an ninh trong bối cảnh chiến sự Nga-Ukraine. Bộ trưởng Quốc phòng Anh Grant Sharp ngày 1 tháng 10 cho biết, Anh sẽ triển khai một số máy bay chiến đấu Typhoon tới Ba Lan theo đề nghị của đồng minh NATO này. Ông Sharp phát biểu tại cuộc họp của Công đảng Anh, Đáp lại đề nghị của Ba Lan, chúng tôi sẽ triển khai các máy bay chiến đấu Typhoon đến Ba Lan. Như tôi đã nói, điều này nhằm hỗ trợ đồng minh NATO trước lo ngại ngày càng tăng về hành động quân sự của Nga. Tuy nhiên, vì bộ trưởng này không tiết lộ số lượng cũng như thời điểm triển khai các máy bay này. Thỏa thuận trên được đưa ra trong bối cảnh chiến sự Nga-Ukraine chưa có dấu hiệu lắng xuống sau hơn một năm bùng nổ. Ba Lan, một thành viên NATO có chung đường biên giới với Ukraine và Belarus, nói rằng họ đang đối mặt với các mối đe dọa từ Nga và Belarus khi họ tiếp tục hỗ trợ Kiev. Trong một diễn biến liên quan, truyền thông Anh cho hay, bốn máy bay chiến đấu Typhoon của không quân Hoàng gia Anh đã được triển khai tới Ba Lan để tham gia cuộc tập trận chung với Ba Lan, Tây Ban Nha và Italy. Việc triển khai này cho phép các phi công của Anh thực hành không chiến đối kháng với các loại máy bay khác nhau và đúc kết chiến thuật khai thác điểm yếu của đối phương. Sau cuộc tập trận chung, các máy bay Typhoon này sẽ tiếp tục ở lại Ba Lan thêm 2 tuần nữa để diễn tập các kịch bản tác chiến khác nhau. Anh là một trong những quốc gia hỗ trợ Ukraine nhiều nhất kể từ khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra từ tháng 2 năm ngoái. Anh là quốc gia đầu tiên tuyên bố cung cấp xe tăng chiến đấu chủ lực hiện đại và tên lửa tầm xa Storm Shadow cho Ukraine. Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy thuộc Đảng Cộng Hòa đối diện nguy cơ mất chức sau khi một hạ nghị sĩ bảo thủ trong Đảng Cộng Hòa kêu gọi bãi nhiệm ông McCarthy liên quan dự luật tạm thời ngăn đóng cửa chính phủ Mỹ. Theo hoáng tin Reuters, đồng thời trên đến sau khi Lưỡng viện Quốc hội Mỹ hôm 30 tháng 9 thông qua dự luật tạm thời tài trợ cho chính phủ Mỹ hoạt động thêm 45 ngày. Cụ thể, trả lời phỏng vấn trong một chương trình của CNN, hạ nghị sĩ Đảng Cộng Hòa đại diện bang Florida, ông Matt Gaes cho biết, ông sẽ đệ trình lên Hạ viện kiến nghị bãi nhiệm ông McCarthy trong tuần này. Ông Gaes cho biết, Chủ tịch Hạ viện McCarthy đạt được một thỏa thuận với những người bảo thủ trong Hạ viện vào tháng 1, nhưng kể từ đó, ông ấy vi phạm nghiêm trọng thỏa thuận một cách trắng trợn và nhiều lần. Ông Gaes cáo buộc ông McCarthy nói dối trong các cuộc đàm phán về dự luật tạm thời. Hạ nghị sĩ bang Florida cáo buộc Điểm chung của mọi người là không ai tin tưởng ông Kevin McCarthy. Ông ấy nói dối Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ông ấy lừa gạt những người bảo thủ trong Hạ viện. Và ngôn trên của ông Gaes là động thái leo thang mới nhất trong cuộc đối đầu kéo dài hàng tháng qua giữa ông McCarthy và nhóm cực hữu thuộc Đảng Cộng Hòa. Hồi tháng 1, để nhận được sự ủng hộ từ nhóm cực hữu trên cho chiếc ghế chủ tịch Hạ viện, ông McCarthy đưa ra một thỏa thuận cho phép chỉ cần một thành viên trong nhóm này cũng có thể đệ trình kiến nghị bãi nhiệm ông, theo đài CNN. Đáp lại phát ngôn trên của hai nghị sĩ Gaes, ông McCarthy phản hồi một cách rất thẳng thắn và thách thức ông Gaes, hãy cứ đệ trình nó. Theo hãng tin Reuters, sáng ngày mùng 2 tháng 10, truyền thông địa phương và các nhân chứng cho biết, cháy lớn đã xảy ra tại một cơ sở cảnh sát ở thành phố Inmalia của Ai Cập những đoạn video chưa được xác minh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy trụ sở cơ quan an ninh của thành phố ismailia chìm trong khói lửa hai nhân chứng cho biết đội xe cứu hỏa đã được điều động đến hiện trường vụ cháy nhưng dường như gặp khó khăn để dập tắt đám cháy các nguồn tin của cơ quan bảo vệ dân sự thành phố cho biết nhiều cấu trúc của tòa nhà đã sụp đổ hiện chưa có báo cáo về thương vong cũng như nguyên nhân vụ việc thành phố Ismailia nằm trên bờ phía tây của kênh đảo Suez của Ai Cập. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự quốc tế của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi kênh YouTube Thế giới nghiêng. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.